Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SD vào buổi sáng ngày 11 tháng 10. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với SD chúng mình xem là ngày hôm nay chúng mình sẽ có những thông tin nào đáng chú ý nhé. Câu chuyện đau lòng của 15 chú chó trên hành trình trở về quê tại Cà Mau bị tiêu thủy đang được chia sẻ rộng rãi trên khắp diễn đàn mạng. Thông tin mới nhất thì vợ chồng doanh nhân Đàn Di Băng đã gửi nóng số tiền 50 triệu đồng và còn hứa một việc khiến cho ai cũng tán dương ngưỡng mộ. Vụ việc 15 chú chó bị tiêu hủy khi heo chủ từ Long An về Cà Mau tránh dịch đã khiến cho dân mạng quan tâm. Nhiều người không giấu được sự xúc động khi nhìn hình ảnh cuối cùng của 15 chú chó và tình cảnh khó khăn của hai vợ chồng chú Hùng, chủ nhân của đàn chó trên. Theo đó thì chị May cùng với vợ chồng chú Hùng cùng nhau đưa 15 chú chó trở về quê ở Cà Mau. Nhưng khi được xét nghiệm thì kết quả dương tính với Covid nên vợ chồng chú phải đi cách ly và đàn chó cũng bị đưa đi sau đó. Nhưng khi người nhà chú muốn lên nhận đàn chó về chăm sóc thì nghe được tin là do bác sĩ ngại việc chó sẽ lây bệnh nên đã mang đi tiêu thủy toàn bộ. Theo chia sẻ của chú Hùng thì vợ và chú đã chăm nuôi đàn chó được 7 đến 8 năm nay. Giờ nghe tin ai cũng chỉ biết khóc, chỉ ước nếu như biết trước được sự việc sẽ không có ý định về quê nữa. Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi thì mọi người đều phẫn nộ trước hành động này. Mặt khác thì dân mạng đều đang rất đau buồn, mong muốn có thể chia sẻ nỗi đau này cùng với gia đình chú. Đáng chú ý thì đại gia Nguyễn Quốc Vũ, ông xã của Đàn Di Băng đã có chia sẻ trên trang cá nhân và nhận về được sự ủng hộ đông đảo của mọi người. Theo đó thì đại gia quận 7 này đã mong muốn tìm thông tin của hai vợ chồng chú Hùng để được giúp đỡ. Nguyên văn chia sẻ của đại gia Quốc Vũ như sau: có cách nào liên lạc với anh chị này không? Anh muốn giúp đỡ anh chị ít tiền và nếu anh chị muốn thì anh sẽ nhận hai vợ chồng vào công ty anh làm, lo cho anh chị chỗ ở luôn. Anh chị biết giúp vậy và mong bù đắp cho anh chị sự mất mát của hai vợ chồng ngày hôm nay. Ở phần bình luận thì đại gia Nguyễn Quốc Vũ cũng cho biết đã tìm được cách liên lạc với chủ nhân 15 chú chó và gửi lời cảm ơn mọi người. Ngay lập tức thì anh cũng chuyển luôn cho hai vợ chồng chú Hùng 50 triệu đồng và hứa hết dịch sẽ liên lạc tiếp để sắp xếp công việc với mức lương là 12 triệu đồng một tháng. Anh cũng chia sẻ thêm là nếu vợ chồng chú Hùng không đồng ý thì cũng không có vấn đề gì, đây là cơ hội tốt nên anh cũng không muốn ép. Sau hành động chuyển nóng tiền và có ý giúp đỡ đã khiến cho cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận cảm ơn và ngưỡng mộ với việc làm trên của hai vợ chồng Đàn Di Băng. Sau những thông tin trên thì các bạn cảm thấy như thế nào về việc làm của đại gia Quốc Phủ thì đừng quên để lại bình luận cho SNew chúng mình biết. Và chúng mình là SNew, mà đừng quên like, share, đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.